Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Cho phương trình 2x bình phương trừ 4x trừ 3 bằng 0 có hai nghiệm là x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A bằng x1 trừ x2 bình phương. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải. Đầu tiên chúng ta áp dụng công thức Vx. Thì nó sẽ là như sau. X1 cộng X2 chính là trừ B chia cho A. Và X1 nhân với lại X2 đó chính là C chia cho A. Vậy B chính là trừ 4. A chính là số 2. Vậy chúng ta sẽ có trừ với lại trừ 4. Chúng ta chia cho 2. Vậy cái này là 2. C chia cho A. C là trừ 3. A là số 2. Vậy chúng ta sẽ có là trừ 3 chia cho 2. Chúng ta có biểu thức A bằng x1 trừ x2 bình phương. Chúng ta bình phương lên và chúng ta sẽ có là x1 bình phương trừ 2x1 x2 cộng với lại x2 bình phương. Đối với x1 bình phương cộng x2 bình phương, chúng ta sẽ thêm vào 2x1 x2 cộng với lại x2 bình phương. Vì chúng ta thêm cộng 2x1 x2 và chúng ta phải trừ bớt đi 2x1 x2. Và chúng ta lại có thêm một cục này nữa. Vậy chúng ta để vô đây. Cái cục này chúng ta sẽ biến đổi thành x1 cộng x2 tất cả bình phương. Còn cục này chúng ta biến đổi thành trừ 4 x1 x2. X1 cộng x2 chúng ta tính ra là số 2. Và x1 nhân x2 chúng ta tính ra là trừ 3 trên 2. Vậy đáp án của bài toán là bằng 10. Và đây là đáp án của bài toán. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.